bữa nay thành phẩm của mình với cậu Năm và mọi năm nha mọi người. Cái rổ này chắc khoảng hơn 5 kg. Dạ cỡ nhiêu qua cậu Năm? Cỡ khoảng 7 kg nha các chặt nha mọi người. Đây được cũng được mới cua. Cua này nấu thì là bơm cũng đám ruộng này gần cạn rồi nha mọi người. Hết mùa nước nổi rồi đó. Ừ, sao con? Ừ. Đâu ruộng này à, ruộng của con đây hả? Đâu con chỉ tay coi ruộng con đâu? Ừ. À, ở này là mấy đường lương, đường nước để thoát nước cho mọi người. Cá nó ở trên ruộng nó bơm hết thì nó rút xuống đường nước này nè. Đường nước này là bơm ra. Ở đằng đầu này thì cậu Năm cũng có để mấy cái vớ để cá nó chạy vô. Mình với cậu Năm tiếp tục đi đổ mấy cái vớ nha mọi người. Nãy mình có vợ với lại Di ở trên đồng thì được 4 cái. Thì cá nói chung là nhiều loại cá lắm, được chắc khoảng trên 20 kg á. Bây giờ mình với cậu Năm đi vợ vớn ở dưới kinh. Thì bình thường ở ruộng mà tháo nước ra thì cá nó sẽ xuống kinh nha mọi người. Hy vọng mà mình với cậu Năm vợ vớn ở dưới kinh là sẽ được cá nhiều hơn, rồi quay cho mọi người cùng xem nha. Cậu Năm ơi, Năm khiêng chiếc xe qua luôn nha mọi người. Để cái ống này nó bự quá, để mình đẩy qua cho luôn á thì nó rách cái ống. Này nó đẹp rồi, bình minh sáng. Ở đây cũng có ông chú đang bơm nước ra, cũng chuẩn bị xạ cho mọi người. Có mọi năm đi theo nha mọi người. Để mọi năm theo rồi mọi năm lựa cá luôn. Ủa cậu Năm, cái này là cái cảng. Dạ cái cảng. Cái này mình cho nước cũng vô đựng bà con phải xả lúa. Dạ dạ, cái này là mình tự chế chứ. Tự chế chứ không phải nhà nước còn. Dạ. Hay mình làm bằng cho. Dạ còn cái đó của mình ha, của mình. Đi tôi tôi giúp. Dạ. Ấy cho mình. Ủa rồi còn cái máy này con xài được không mà để đây cậu Năm? Xài được chứ, còn chạy mà. Dạ. Hồi đó ủi phà đó thì giờ bỏ mỏng nó tính đem về ngoài qua đó. Dạ. Để con cái nó xài cho nó xài. Để chứ mấy này cậu Năm không xài, cậu Năm để nó xét hết à. Xuống trước rồi. Dạ. Đi. Dạ bỏ dạ. Ngồi đây bỏ lửa. Ôi quá chừng luôn cậu Năm ơi, cái này cá gì cậu Năm? Cá mè. Trời ơi lên đầu luôn. Để con ngồi dưới cho cậu Năm dễ chạy. Đủ luôn 16 cái luôn. Dạ. Dạ. Này kêu là mình thực tế luôn ha cậu Năm. Coi cái bụi tre này tốt dữ. Cái vớn gì à, sáng nào mình cũng phải đi thăm ha sao cậu Năm? Ồ trong đó cá ăn móng quá chừng luôn.
Cái này rồi mình tới chừng nào mình mới dỡ lên mình cất cậu Năm? Hoài vậy đó, chừng nào rách rồi thay cái khác. Chạy qua vậy đó. 16 cái này mà con thấy cá như vậy, đây mình đem hai cái nồi sao đủ đựng cậu Năm? Bao hả? Dạ, có bao. Đó, thấy có cách đốt. Wow, có cá linh nữa hay gì con Năm? Không thấy có cá linh. Có một hai cái linh, cá mè nhiều. Ớt này chắc mình cũng cho thức ăn mấy con cá hả con Năm? Cái này là dèo ớt nha mọi người, cái này ta nuôi ở cặp Ngã Kinh. Thank you.
ơi, cái này cá chạch nhiều người nhất nãy giờ luôn. Cá lóc nữa đó, thấy không? Ôi, cái này chắc đầu 2-3 ký cá chạch luôn á. Không có đem nó bọng luôn. Cái nào mình cũng được, giống như cái này là ngon lành 2+5 ha. Bội thu à. Dạ, bởi con nhìn cái lá này con tưởng đâu cái mận không chừng. Dạ, không có em à, Yến Linh. Em ngồi Yến Linh chụp hình nè anh. Dạ. Hôm nay hết dịch rồi mà anh còn đeo khẩu trang nữa hả? Đeo từ hồi sáng trời giờ quên gỡ luôn. Giống như đội nón bảo hiểm quen rồi, giờ leo xe không đội nón không được. Đúng rồi. Không giờ lấy con xe mà không có những cái lạnh lạnh hả tôi mà. Trống trải nha con ơi. Bởi vì là không phải khẩu trang mà hoa. Con này con ấy này mập quá chị, mập luôn.
đình thơ mê. Cái con rắn nãy mà Năm nói con rắn đó rắn gì mà Năm? Rắn râu. À rắn râu. Nó cắn không con Năm? Không. Dạng nó là dạng cũng như mình. Dạ. Dạ kêu là nó anh em với là rắn bông súng hay gì hả con Năm? Mình với đây cậu Năm mỗi năm cũng đi thăm được khoảng 16 cái giới rồi nha mọi người. Giờ lên bờ rồi vô nhà đổ cá ra quay cho mọi người cùng xem nha. Cá trạch không cần nữa nồi. Nay hành trình thì mình với cậu Năm mười năm đi đã đi thăm 16 cái giếng rồi nha mọi người. Hôm nay thì cá chập nhiều. Bây giờ mình với cậu Năm mười năm vô nhà rồi đổ cá ra rồi quay cho mọi người cùng xem. Rồi, bữa nay thành phẩm của mình với cậu Năm và mười năm nha mọi người. Cái rổ này chắc khoảng hơn 5 kg. Dạ cỡ nhiêu qua cậu Năm? Cỡ khoảng 7 kg cá chạch nha mọi người. Đây được cũng được mớ cua. Cua này nấu thì là ngon hết chỗ nói. Nè cá chạch nó bị ngọt ha mọi năm ha. Có miếng cá rô cũng bự ghê. Mấy cá chạch đó giờ nó bị ngọt vậy rồi mình phơi làm khô hả mọi năm? Bây giờ này cũng tầm khoảng 8:30 rồi mọi người. Thôi giờ mình cũng đã chuyến hành trình của mình cũng đã quay cho mọi người xem rồi. Nếu mọi người xem kênh cảm thấy có hay đó thì mọi người hãy đăng ký và chia sẻ nha mọi người. Để lần sau nữa nếu sẽ có dịp làm clip cho các bạn xem tiếp nha. Thôi chào mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue.